Chào mọi người đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng là những thông tin cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn cho quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng nghe những thông tin trong chuyên mục tin nóng. Trường Gateway đã có một động thái rất mới, đó là thành lập Ủy ban An toàn trường học. Quyết định thành lập Ủy ban An toàn trường học này được đưa ra trước những băn khoăn lo lắng của phụ huynh trong trường. Theo trường Gateway thì trước những băn khoăn lo lắng của phụ huynh trong trường, vào hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 8, thì trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway đã tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của toàn bộ phụ huynh trường nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Đồng thời nhà trường cũng đã cập nhật các hành động triển khai để đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường. Sau cuộc họp thì nhà trường đã thống nhất đưa ra những giải pháp cần thực hiện ngay như quyết định thành lập Ủy ban An toàn trường học với mục đích là rà soát toàn diện và tăng cường các giải pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường và công tác đưa đón. Đặc biệt, nhà trường cũng đang tìm kiếm thêm những giải pháp khác giúp cho giám sát hoạt động của xe buýt để phụ huynh có thể kiểm tra hoạt động bất kỳ lúc nào. Nhà trường cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh, công ty Ngân Hà và thay thế toàn bộ bởi công ty cổ phần thương mại dịch vụ Việt H3 trước ngày 15 tháng 8. Tổ chức các buổi tập huấn đào tạo đội ngũ lái xe, nhân viên đưa đón và các giám sát viên về quy trình đón trả học sinh an toàn, các vấn đề cần lưu ý quan trọng trong quá trình đón trả trẻ. Trường chỉ ký hợp đồng với lái xe và nhân viên đưa đón đã tham gia tập huấn và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động đưa đón trẻ bằng xe buýt. Thiết lập cơ chế kiểm tra chéo các hoạt động của Ủy ban An toàn trường học cho nhà trường do phụ huynh phối hợp để thực hiện. Trường Gateway cho biết đây là những hành động đầu tiên trong kế hoạch rà soát và cải thiện toàn diện mọi mặt hoạt động của trường sau vụ học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ngày 6 tháng 8 vừa qua. Ủy ban An toàn trường học nghe có vẻ to tát. Tôi nghĩ đây chắc hẳn là một bộ phận kiểm tra về các công tác quản lý trong việc đưa đón học sinh hoặc là đảm bảo an toàn cho các học sinh trong trường. Nhưng Mỹ từ Ủy ban An toàn trường học có vẻ như có sức nặng hơn. Đúng là Việt Nam chúng ta hay có cái kiểu mất bò mới lo làm chuồng. Không chỉ riêng Gateway mà tất cả các trường học khác, hãy coi đây là một bài học đắt giá cho quá trình đào tạo và quản lý nhân viên và công tác đảm bảo an toàn cho học sinh. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Quý vị có thể nhấn vào đây để chúng ta xem tiếp những video khác. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay.